Miasan, Ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online của trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về cách nói nghĩ rằng. To omoimasu mang ý nghĩa là nghĩ rằng. Omoimasu mang ý nghĩa là nghĩ rằng. Nghĩ rằng cái điều gì đó. Và to ở đây là trợ từ. Thế thì trong tiếng Việt chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta hay nói là mình đưa ra cái suy nghĩ của cá nhân người nói, khi đó sẽ là gì? Tôi nghĩ, ví dụ như sao? Tôi nghĩ là mai trời mưa chẳng hạn. Hoặc là tôi nghĩ nè là tôi có thể làm được. Hoặc tôi nghĩ rằng tôi có thể. Cái cách như vậy thì ở trong tiếng Nhật nó như thế nào? Các bạn sẽ đi vào chi tiết nhé. Thể thông thường đi với to omoimasu. Thể thông thường đi với to omoimasu. Omoimasu mang ý nghĩa là nghĩ cho là. To là trợ từ. Phía đằng trước đó sẽ là tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y chưa thể phủ định. Tính từ đuôi y chưa thể thông thường. Tính từ đuôi y chưa quá khứ không thường. Động từ thể đuôi. Động từ thể nai. Động từ thể ta. Động từ thể na cắt ta. Danh từ đi với đà. Tính từ đuôi na bỏ na đi cộng với đà. To omoimasu nghĩ rằng. Ý nghĩa mang ý nghĩa là gì? Nghĩ là cho làm điều gì đó, thể hiện sự phỏng đoán hoặc là cái ý kiến chủ. Ý nghĩa mang nghĩa là nghĩ là hoặc là cho là. Cách dùng, chúng ta thể hiện sự phỏng đoán hoặc ý kiến chủ quan của người nói về một vấn đề nào đó hoặc một sự việc nào đó. Ví dụ như sau, hai bạn đang nói chuyện, sau đó tự nhiên nói là gì? Thế còn ngày mai thì thế nào? Ví dụ như là hôm nay trời mưa này, mai thì thế nào? Và nhìn thấy trời âm u và bạn ấy nói là gì? Ashita wa? Thế còn ngày mai? Ashita ame ga furu to omoimasu. Anh nghĩ là mai mưa, hoặc tôi nghĩ là gì? Ngày mai mưa. Vậy là bạn này đưa, bạn ấy đưa ra cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề của ngày mai hay cái việc của ngày mai, đó là gì? Ame ga furu, trời mưa. Hoặc hoặc là gì? Hai bạn ấy nói chuyện với nhau là gì? Buổi tối đúng không ạ? Giả sử đây là hư hữu vợ chồng đúng không ạ? Hai bạn tôi nói chuyện, đang việc nọ việc kia và nói gì? Thế gian chẳng thế nào? Đúng không ạ? Gian chẳng và nế ta thộ omoimasu. Thấy im im đúng không ạ? Thấy con mình im im đúng không ạ? Không thấy nói gì đúng không ạ? Vậy là gì? Gian chẳng và nế ta thộ omoimasu. Anh nghĩ là gian nó đã làm sao? Ngủ rồi đúng không? Nemashita, chuyển thế quá khứ. Neta to omoimasu. Hoặc chúng ta có tình huống bạn A nói chuyện với bạn B. Vietnam de doko ga ichiban kirei desu ka? Ở Việt Nam thì nơi nào là đẹp nhất? Ichiban kirei desu ka? Bạn B đưa ra ý kiến, quan điểm của bạn B sẽ là gì? Bạn B đưa ra ý kiến hoặc là gì? Cái quan điểm cá nhân của mình về là gì? Tính từ đuôi y thì đi với để nguyên. Nhưng kirei đây là trường hợp tính từ đặc biệt, cho nên là gì? Kirei da to omoimasu. Desu ka? Ở trong văn phòng và bạn A hỏi Mi-san wa doko desu ka? Mi-san wa doko desu ka? Anh Minh ở đâu rồi? Và bạn B nói là gì? Tabun mo kaeta to omoimasu. Tabun mo kaeta to omoimasu. Tôi nghĩ là anh ấy đã về rồi vì không thấy ở đâu đó trong văn phòng. Các bạn lưu ý khi sử dụng thể phủ định, chúng ta sẽ có hai cách nói. Nếu như chúng ta sử dụng phủ định dạng ngắn thì sẽ đi với to omoimasu. Còn nếu thể khẳng định dạng ngắn, chúng ta sẽ đi to omoimasen.
Nếu như cách 1 thì tôi nghĩ là chấm chấm không. Cách 2 khi chúng ta nói rằng tôi không nghĩ là chấm chấm. Được chưa ạ? Chúng ta có như sau này. Nihongo no testo wa dou omoimasu ka? Nihongo no testo wa dou omoimasu ka? Bạn nghĩ thế nào về Nihongo no testo, bài kiểm tra tiếng Nhật? Mushikashiku nai to omoimasu. Tôi nghĩ rằng nó mushikashiku nai, không khó. Nhưng các bạn lưu ý này, mushikashi to omoimasen, tôi không nghĩ là nó khó. Ii desu ka? Hai cách diễn đạt khác nhau. Và ở trong phần này chúng ta thấy, ngoài ra trong cách đi với tổ của mùi mask, các bạn lưu ý chúng ta sẽ thể hiện cái cách nói ngắn khi mà chúng ta đồng ý hay là không đồng ý với một ý kiến của người khác, bày tỏ quan điểm, cho nên chúng ta cũng có thể nói như vậy, đồng ý hay không đồng ý, nhưng chúng ta sử dụng thể ngắn. Ví dụ như sau: Hakusu wa benri desu ne. Máy phách thì tiện lợi nhỉ. Nếu như trường hợp bạn B, watashi mo so omoimasu. Không nhắc lại cái việc máy phách này nó tiện lợi, hakusu wa benri, và nói rằng tôi cũng nghĩ như vậy. Cái từ so này này mang ý nghĩa bao hàm cả cụm từ hakusu wa benri desu. Và không đồng ý thì sẽ ngược lại: Watashi wa so omoimasen. So là như thế, như vậy. Omoimasen, không nghĩ. Thì cái cách nói như thế này là cái cách mà các bạn lưu ý rằng khi các bạn đồng ý với một quan điểm nào đó hoặc các bạn không đồng ý với một quan điểm nào đó thì người Nhật sẽ sử dụng như vậy. So omoimasu, tôi nghĩ như vậy. So omoimasen, tôi không nghĩ như vậy. Chỉ là cái quan điểm cá nhân của cá nhân về cái việc đó thôi. Thì cái cách nói này rất là yawarakai, rất là mềm mại. Và các bạn lưu ý trong cái cách ứng xử với người Nhật, lưu ý nữa khi chúng ta nói về quan điểm của ai đó về vấn đề nào đó, khi chúng ta muốn hỏi, chúng ta sẽ có cách nói như sau: danh từ đi với nhí chui tệ đồ của môi mascot. Danh từ nhí chui tệ đồ của môi mascot, bạn nghĩ gì về chấm chấm kem n này? Ý desu ka? Thay cho trợ từ vạ, danh từ vạ đi với đồ của môi mascot thì chúng ta cũng có thể sử dụng nhí chui tệ. Như vậy là đến đây chúng ta đã cùng nhau học về cách nói của omoimasu, nghĩ rằng một việc gì đó. Nếu như chúng ta không nghĩ rằng một cái việc nào đó thì chúng ta đã nói là gì? Thể khẳng định đi với omoimasen, tôi không nghĩ nào. Khi các bạn đồng tình và các bạn không muốn nhắc lại cái điều đó, các bạn sẽ chỉ cần nói là gì? Watashi mo so omoimasu. Nhưng các bạn phản đối cái ý kiến mà vừa được đưa ra, các bạn sẽ nói là gì? So omoimasen, tôi không nghĩ là như vậy. Ngoài ra, khi chúng ta hỏi về quan điểm của ai đó về một việc nào đó, chúng ta có thể sử dụng thay cho trợ từ và bằng với ni tsuite te do omoimasu ka. Đến đây thì chúng ta đã cùng nhau tổng kết lại cách sử dụng của omoimasu. Các bạn hãy xem lại video luyện tập và làm bài tập. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở